nhằm giải quyết các khó khăn tồn tại một cách kịp thời đúng mực và đúng luật để góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành lần đầu tiên bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã chủ trì cuộc đối thoại giữa ban cán sự đảng lãnh đạo bộ công thương với đại diện lãnh đạo các cục tổng cục các vụ chức năng và các đơn vị trực thuộc bộ với tinh thần dân chủ và trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị chức năng hoan nghênh sáng kiến tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi và đối thoại từ thực tiễn phạm vi quản lý và phụ trách các đại biểu đã làm rõ nhiều nội dung nội hàm quản lý điều hành đồng thời kiến nghị thêm các nội dung giải pháp phục vụ cho công tác điều hành của bộ tất cả các ý kiến nêu ra trong cuộc đối thoại đều được ban cán sự đảng lãnh đạo bộ tiếp thu để khẩn trương có hướng giải quyết trong thời gian tới. Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ rõ những ưu điểm cùng những hạn chế trong thực tế công tác quản lý điều hành của các đơn vị chức năng của bộ. Bộ trưởng nhấn mạnh từng cán bộ công chức và viên chức của bộ công thương cần đặc biệt chú ý tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các quy chế quy định của bộ sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ cần kịp thời có các giải pháp khắc phục các hạn chế tồn tại coi đây cũng là các cam kết của lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ trước ban cán sự đảng lãnh đạo bộ công thương